Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về những cái mẫu tập ngón và cách áp dụng nó vào solo. Thì cái chủ đề solo và làm cách nào để chúng ta có thể áp dụng được solo khi mà chúng ta đã tập được các cái mẫu tập ngón rồi. Thì cái này rất rất nhiều bạn hỏi mình và cũng mình cũng muốn chia sẻ hơn nhiều hơn đối với các bạn. Thì cái này nó cần có thời gian, các bạn nhớ nhé. Chúng ta chạy được, tập được các mẫu tập ngón là một chuyện, nhưng mà áp dụng nó vào như thế nào là một chuyện. Cái này nó cần có thời gian, chúng ta nhớ, nên nhớ là cần có thời gian thực hành và làm nhiều thì chúng ta mới áp dụng nó vào một cách thành thạo như những người ta chơi tốt được. Thì mình nhấn mạnh với các bạn một điều, đó chính là chúng ta hãy cứ làm từ những cái đơn giản. Thì là gì? Là chúng ta tập được các mẫu chạy ngón, và các bạn phải hiểu được cái mẫu chúng ta đang chạy ngón là nó nằm ở cái hợp âm nào. Chúng ta rõ không? Ví dụ là mình chạy một cái mẫu này nhá, ví dụ như này. Các bạn chỉ biết chạy như thế, nhưng mà các bạn có hiểu cái mẫu đó nó đang nằm ở hợp âm nào không? Nếu như áp dụng vào hợp âm thì nó là hợp âm gì? Đó, chúng ta quan trọng chúng ta nghe được như thế. Ví dụ các bạn nghe người ta chạy một cái câu hợp âm thì các bạn biết nó nằm ở nghe người khác chạy một câu tập ngón, một câu scale nào đó, thì các bạn nhận ra rằng là nó là hợp âm nào luôn. Thì như vậy thì chúng ta mới làm được. Hoặc là ví dụ mình chạy trên mẫu này nhá. Đó, cái mẫu này, hoặc là một số cái mẫu mình vừa chạy ấy. Thì nếu như các bạn được học nhạc lý nhiều, lâu năm và các bạn thấm nhuần, thì các bạn sẽ nghe phát người ta chạy cái câu đó thì các bạn biết nó là hợp âm nào luôn. Có những người chuyên nghiệp, những người cao thủ guitar, người ta nghe phát người ta biết ngay, à cậu này đang chạy cái hợp âm ở tông nào, ở gam nào luôn. Đó thì cái đấy là cái rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn nghe được cái đó thì chúng ta mới mới solo được. Ví dụ người ta đánh đến hợp âm này, đó đánh hợp âm này, thì các bạn phải tìm ra được cái scale của cái scale của cái hợp âm này. Hợp này chính là hợp âm son, thì chúng ta phải biết, nhưng mà son phải phân biệt được nó là trưởng hay thứ. Đó, trưởng này, son trưởng này, hoặc son thứ này, đó, hoặc là son bảy này, đó, hoặc son major 7 này. Đó, chúng ta phải nghe ra được nó chạy, nó scale nó chạy trên cái nào, cũng là son nhưng mà nó là son thứ, hoặc là nó là son trưởng, hay là nó là son 7, hoặc là son major 7 chẳng hạn. Đó, cái này chẳng hạn. Đó, các bạn để ý cho mình cái đấy nhé. Cái này là rất quan trọng đối với solo. Đó, thì bằng cách là gì? Chúng ta cứ tập chậm, tập dần dần, và chúng ta sẽ ngấm dần cái kiểu các cái mẫu. Sau đó các bạn tìm hiểu những cái mẫu phức tạp hơn, là các mẫu chạy nó khó hơn. Ví dụ các cái mẫu này đó, cái mẫu nó khó hơn thì chúng ta tập sau. Bởi vì cái này nó làm cho cái tai nghe của các bạn rất là khó để phát hiện ra hợp âm nào. Cái này là mức nâng cao hơn, thì các bạn cứ từ từ hãy làm những cái đơn giản trước. Ok, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn, chúng ta sẽ áp dụng một số mẫu chạy như sau. Thì mình sẽ để cái guitar tab và nốt nhạc ở trên phiên biên dưới, các bạn cứ xem nhé, mình chạy từng mẫu một. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta áp dụng nó vào như nào, các bạn cứ làm đơn giản trước nhé. Ok, thì trước tiên là mình cho các bạn mẫu đó nhé. Thì mình có này, thứ nhất là mẫu chạy của la thứ này, la thứ này. Tại sao mình lấy la thứ? Mình cho các bạn la thứ thì các bạn có thể lấy từ la thứ hoặc là với cái tông khác cũng được. La thứ thì các bạn có thể chuyển về mi thứ hoặc là re thứ chẳng hạn. Bây giờ mình chỉ cứ làm la thứ chứ nữa, đừng nghĩ cái gì sâu xa quá, tập trung vào la thứ. Ok rồi, làm la thứ nào. Bây giờ la thứ này, mẫu mình sẽ cho mẫu chạy ngón của la thứ là thứ nhất này. Thứ nhất là la thứ, thứ hai sẽ là la trưởng. La trưởng đây là mình bấm thế tay năm các bạn nhé,
hoặc mình có thể bấm thứ tay một đây này, và hai thứ tay mình bấm vào trên này, thứ tay năm la thứ này, la trưởng này, la bảy này, la major bảy đó, hoặc là bấm đây đó. Mình chỉ cho các bạn scale của ba cái hợp âm này đó. Phần thứ nhất chúng ta sẽ đi vào mẫu tập ngón của la thứ trước. Ok, la thứ này các bạn chạy này, chạy nào. Các bạn nhìn cái tab ở dưới nhé, sẽ là gì đồ về ba do tập cái mẫu này cho mình nhá, tập thật là thuộc, sẽ là nhanh này. Tập theo nhịp phách các bạn nhé, tập theo nhịp phách. Tại sao tập theo nhịp phách? Tí nữa mình sẽ cho các bạn hợp âm. Ok, rồi mẫu thứ nhất xong, la thứ tiếp theo đến la trưởng là cái này đó, la trưởng nhá. Ok, la trưởng sẽ là chạy như sau. La trưởng đó, đây là la trưởng, các bạn nghe nó giống không? Đó, la trưởng xong, la trưởng. Ok, tiếp theo đến la bảy, cái này này đó. Ok, các bạn nghe cái phần mẫu này nhá, sẽ là tiếp theo xong chưa, này xong chưa đó. Tiếp theo là đến làm mây trở bảy, các bạn này nhé, đâu này à, xin lỗi, chúng ta sẽ được các bạn chạy thật đều, cứ nhìn là tab phía dưới, các bạn tập từng cái một, các bạn cứ chạy đều cho mình đó. Bây giờ mình sẽ chạy lại lần lượt một cái từng cái một nhá, la thứ này các bạn sẽ chạy thuộc cho mình. Thứ nhất này, xong la, tiếp theo la trưởng này, la trưởng, tiếp đến la bảy này, thế là xong này, la bảy đó. Ok, tiếp theo đến la major bảy, thế là xong. Ok, khi mà các bạn làm được cái này rồi, chạy tốt cái phần này, các bạn chạy từ la thứ, la thứ này đến la trưởng, la trưởng này, la bảy này, la mây trưởng bảy này, không bị vấp nữa, chạy đều luôn, không bị vấp nữa. Ok, chạy một lèo không bị vấp nữa thì các bạn sẽ áp dụng vào cho mình như sau. Các bạn áp dụng vào cái, các bạn tìm một bạn nào đó đánh cho các bạn cái hợp âm như này. Đầu tiên là la thứ, rồi các bạn đánh 8 lần, sẽ là 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và đấy, hết cái này xong chuyển về la trưởng đó, sẽ đánh tiếp 1 và 2, 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8, hết cái này rồi.
tiếp theo đến la 7. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Tiếp theo đến la 7. La thứ 7. Major 7. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Đó, các bạn đánh đều như vậy. Đánh mỗi album đánh 8 phách như vậy. Thì sau đó các bạn đánh như thế rồi, có một bạn đánh cho tập cho đệm cho các bạn phần đấy rồi, thì sau đó các bạn sẽ ghép và các bạn sẽ tập từng mẫu một. Ví dụ bạn của bạn sẽ đánh la thứ, đánh album này 1 2 3 4 5 6 7 8, thì các bạn sẽ chạy câu này 1 2 3 4 đấy. Ghép vào với bạn là đối tác của bạn đó, các bạn sẽ tập như vậy. Hai người khi nào ghép được với nhau, làm được rồi, thì lúc đấy các bạn sẽ cảm, nó mới tạo cho các bạn một cái cảm giác thấm nhuần dần, cái đầu mình nó sẽ nghĩ được dần dần là à, hóa ra cái hợp âm la thứ này nó sẽ kết hợp như vậy. Khi mà các bạn làm được rồi thì chúng ta sẽ không quen rồi, thì các bạn mới áp dụng các cái nốt ở trong này, ví dụ la như này thôi. Trong lúc quen rồi, áp dụng được rồi, làm được xong cái này rồi, các bạn solo chúng ta không cần phải đánh hết các nốt dần dài nhá, các bạn chỉ đánh nốt nhá, đó thì đánh các nốt như thế thôi. Đó những cái nốt này nó nằm ở trong cái này đấy. Đó, thấy chưa, sẽ nằm trong cái đấy. Ok, xong nhá. Thì đến cái album trưởng này cũng như vậy, cũng tương tự như thế thôi. Chúng ta, bạn của các bạn sẽ đánh, đối tác các bạn sẽ đánh như này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, 1 và 2 và 3 và 4 và 5 6 và 7 và 8. Thì các bạn sẽ chạy nè, là các bạn cứ ghép với nhau, tập với nhau, hai bạn tập với nhau. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ cảm nhận được à, cái hợp âm trưởng nó sẽ kêu như vậy. Cái tông trưởng sẽ kêu như vậy. Đó. Sau đó cũng tương tự như la thì chúng ta sẽ không cần nhất thiết phải lấy tất cả các nốt. Chúng ta chỉ chọn lọc những cái nốt mà mình muốn ở trong cái la trưởng này. Rồi chúng ta ghép vào bài solo của mình. Thế thôi, solo nó chỉ như vậy. Nghe đơn giản như vậy thôi nhá. Nói như lý thuyết như vậy, nhưng mà cái này muốn tạo thành kỹ năng thì chúng ta phải làm thật nhiều, phải kết hợp thật nhiều, thì lúc đó chúng ta mới chọn lọc ra được các nốt hay ở trong theo ý tưởng của các bạn đó. Để chúng ta solo ví dụ ở trong la trưởng, các bạn chọn những cái nốt ở trong la trưởng, các bạn tìm những nốt hay ở trong đó theo ý của mình đó. Ví dụ la trưởng như này thôi, thì mình sẽ chọn những cái nốt như này, ví dụ nó vẫn nằm trong cái này. Nằm trong cái này thì mình sẽ lấy đấy. Đấy. Đó. Đấy. Đó, mình sẽ lấy các nốt như thế. Đó, chúng ta sẽ nghĩ ra các nốt thì các cái câu đó nó sẽ nằm trong cái la trưởng. Nằm trong đấy. Tương tự như vậy thôi, ví dụ đến la 7. La 7 là cái này đúng không? Đấy. Đó. Thì các bạn sẽ lấy nó lại, nó có các cái nửa cung này. Đó, ví dụ đó.
đó đó xem nó, các bạn nghe nó giống như la bảy không nhá. Ý tưởng của mỗi người, các bạn cứ chọn ý tưởng của mình, chúng ta cứ thế mà chơi, áp dụng vào. Quan trọng ở đây là gì? Chúng ta đừng vội làm những cái khó như mình. Các bạn cứ làm được cái cơ bản của nó trước, chạy đúng các cái mẫu ở phía dưới theo mẫu đó, chạy thật là thành thạo, không bị vấp nữa. Chạy từ thứ này, xong đến trưởng này, đến hợp âm 7 này, hay hợp âm major 7 này, chạy hết đúng được một cái này, hai cái này, ba cái, bốn cái đó. Thứ nhất là la thứ này, thứ hai là la trưởng, thứ ba là la bảy này, thứ tư là la major bảy đó. Chạy thành thạo cái đấy cho mình và tìm đối tác của các bạn chơi co cho các bạn, co cho các bạn đó. Mỗi âm đánh một đếm này, một và hai và ba và bốn và năm và sáu và bảy và tám là hết một câu nhá. Ok, chúc các bạn luyện tập thành công.